ngày 12 tháng 4, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Thắng, nguyên trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ, phòng 3, nguyên tránh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân ông Thắng bị khởi tố là do liên quan đến việc đưa hối lộ cho ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng phòng tài chính doanh nghiệp giám định viên tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai để chạy giám định thiệt hại tài sản trong vụ án hình sự có liên quan đến ông Phan Văn Thanh, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai là em ruột của ông Thắng trong vụ việc sai phạm xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai. Ông Trần Quốc Trung đã bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng khởi tố và bắt tạm giam trước đó. Trong vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai, tháng 6 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bắt giam đối với ông Trần Minh Hùng, 58 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai. Phan Văn Thanh, 64 tuổi, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch trường Đại học Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai. Cũng hành vi này, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can khác là Lê Hoài Lan, nguyên trưởng bộ môn quản lý giáo dục, Đặng Minh Thư, nguyên phó phòng đào tạo và Dương Minh Hiếu, nguyên phó phòng khảo thí đảm bảo chất lượng. Trước đó vào tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về thu chi tài chính tại Trường Đại học Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019. Kết luận thanh tra xác định, năm học 2018-2019, Trường Đại học Đồng Nai dự toán về số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh, dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Trường Đại học Đồng Nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỷ đồng, dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng. Đơn vị này còn lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng số tiền hàng trăm triệu đồng. Thời gian qua, các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra với nhiều mức độ khác nhau, tiềm ẩn phức tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình, phát hiện đấu tranh để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này. Trong đó, xác định rõ việc xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng là một biện pháp cần thiết, có tác dụng gian đe, cảnh tỉnh những đối tượng khác qua triển khai công tác nghiệp vụ đội phòng người điều tra án kinh tế tham nhũng trong lĩnh vực giao thông, bầu chính viễn thông thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội đã phát hiện trừ mạnh hùng chủ tịch ủy ban nhân dân phường nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội có hành vi nhận hối lộ số tiền lớn để làm ngơ cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400 m2 thuộc địa bàn phường nghĩa đô được tồn tại tiếp tục thi công và hoàn thiện quá trình đấu tranh phòng cảnh sát kinh tế đã làm rõ trừ mạnh hùng nhận số tiền hối lộ 1 tỷ đồng Ngày 29 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trử Mạnh Hùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đang tổ chức điều tra mở rộng làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan khác trong vụ án. SIM điện thoại có nhiều ưu điểm, như như dễ phổ cập, dễ tiếp cận, giá thành rẻ là một trong số các công cụ mà các đối tượng ở Việt Nam cũng như trên thế giới lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có cả cuộc gọi lừa đảo giả danh. Để ngăn chặn tối đa tình trạng phát tán cuộc gọi rác trên không gian mạng, cần sự chủ động vào cuộc của cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan và của chính người dân. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông di động xử lý SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định, SIM rác, chuẩn hóa thông tin thuê bao là một trong các biện pháp nhằm ngăn chặn các phương thức đối tượng lừa đảo có thể sử dụng. Tại cuộc họp thường kỳ mới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng cục Viễn thông cho biết, ra soát thuê bao là một trong những biện pháp giúp ngăn chặn sim không chính chủ, một trong những nguyên nhân của sim giác và cuộc gọi giác. Theo văn bản của Bộ gửi đến nhà mạng, sim tồn kênh nếu đang bị khóa một chiều có dấu hiệu kích hoạt sẵn phải chuyển trạng thái về sim không có thông tin thuê bao. Đến 15 tháng 4, doanh nghiệp viễn thông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định. Bộ sẽ tổ chức thanh tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bao gồm việc xem xét dừng phát triển mới, đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét có văn bản nhắc nhở những người đứng đầu các doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, vi vi phạm, xem xét, thời, xem xét có hình thức kỷ luật. Theo Cục Viễn thông, trong tháng 3, các nhà mạng đã tiếp nhận hơn 6 triệu lượt tra cứu thông tin thuê bao. Trong đó, có 1.000 khách hàng với 1.200 thuê bao có phản ánh về việc thuê bao không đăng ký hoặc không còn sử dụng. Sau quá trình làm rõ, các nhà mạng đã khóa một chiều, hai chiều với 200 số. Sau hơn một năm, các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao, người dân vẫn liên tục phải nhận các tin nhắn của gọi rác tư vấn đủ thể loại dịch vụ, trong đó có những cuộc là từ số điện thoại cố định. Do đó, nhiều người hy vọng thời điểm 15 tháng 4 sẽ là mốc khai tử của SIM rác, của gọi rác. Đại diện một nhà mạng di động thừa nhận, người dùng vẫn khó tránh triệt để bị cuộc gọi rác làm phiền, ngay cả khi siết chặt quản lý SIM chính chủ. Vì theo quy định, mỗi người có thể đăng ký tối đa 3 SIM trên một nhà mạng viễn thông. Với 5 nhà mạng, mỗi người có thể đăng ký 15 đầu số. Một công ty với 100 nhân viên là đã có 1.500 đầu số để dội bom người dùng. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 160 TB VPCP ngày 11 tháng 4 năm 2024, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 24-2012-NDCP ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Nghị định số 24 trong đó theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới trong nước và theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao với các công cụ điều kiện đã có, chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả. Đặt lợi ích chung của quốc gia dân tộc lên trên hết, Trước hết khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm sinh kế cho người lao động. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ theo quy định pháp luật, nhất là Nghị định 24 để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời, nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp với diễn biến thị trường đảm bảo hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có không ảnh hưởng đến tỷ giá dự trữ ngoại hối nhà nước không để xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác giám sát quản lý điều hành thị trường vàng nhất là việc cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch cải thiện hiệu quả giám sát điều hành đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn hiệu quả công khai minh bạch xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu giả soát đánh giá kỹ tác động, tổng kết đầy đủ việc thực hiện nghị định 24 để đề xuất sửa đổi bổ sung phù hợp, đảm bảo bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng phù hợp với tình hình thực tiễn diễn biến kinh tế trong nước khu vực quốc tế ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế không để ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của nhà nước theo đúng quy định đảm bảo an ninh kinh tế an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam bộ công an bộ tài chính bộ công thương thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới trục lợi đầu cơ thao túng lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức cá nhân liên quan gây mất ổn định an toàn thị trường vàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc đầy đủ hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng, được giao tại Nghị quyết số 20 NQCP ngày 5 tháng 2 năm 2024 và Nghị quyết số 44 NQCP ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ. Công điện số 1426 CDTTG ngày 27 tháng 12 năm 2023, Công điện số 23 CDTTG ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ chỉ thị số 06 CTTTG ngày 15 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan, nhất là tại kết luận này. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ giao phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp đề ra. Văn phòng Chính phủ theo dõi đôn đốc theo chức năng nhiệm vụ được sao.